trong phố cháy nhà mà bây giờ Mười đứng ở dưới đó Mười quay phim không có được. Thật ra phải bắt cái thang rồi leo lên nóc nhà mới quay được. Mười kêu anh Mười chở Mười vô phố đi, nhưng mà anh Mười anh chửi anh không cho. Không cho thì giờ Mười leo lên nóc nhà. Lên anh Mười. Coi như là cái cháy này là nó mới cháy đây khoảng chừng 10 phút trở lại thôi, không quá 10 phút. Nãy giờ là cứu thương cứu hỏa là chạy tới ào ạt luôn. Rồi Mười á, đang ở đằng trước ban công á, đang tưới rau. Đang tưới rau xong cái bà con biết làm sao không? Cái nhìn qua thấy, ủa sao mà ở đâu khói lên quá trời luôn. Mười chạy vô, Mười kêu anh Mười. Kêu quá trời kêu luôn, thế là chạy ra xách máy. Ở dưới á, nó đứng nó bị khuất hết trơn à. Chỉ có cách tốt nhất là leo lên nóc nhà mới quay được cái cảnh này thôi. Rồi hiện bây giờ á, là 8 giờ 30 tối mà trời nó còn sáng như vậy á. Còn cái chuyện mà tại sao cháy thì bây giờ chưa có biết. Để chờ tối nay coi tivi hay sao á, rồi mới biết được. 8 giờ rưỡi tối mà trời còn sáng vậy đó cả nhà. Đã chưa? Không biết cái gì, bị cái vụ gì mà cháy nữa. Mà hầu như không, ai gửi vậy? Hỏi đâu tía lai. Rồi hiện tại thì huynh điện huynh hỏi thử thôi. Hỏi Minh trong phố. À, ông Minh trong phố. À, bây giờ Mười gọi điện liền, ở trong phố có người quen của Mười. Mười sẽ gọi hỏi liền, đúng rồi, đúng rồi. Mười gọi Mười hỏi coi tình hình tại sao. Đúng rồi, có người ở trong phố để Mười hỏi. Quá trời quá đất cháy à. Đỡ đi luôn nha. Vũ Thinh Thác, ông chủ đại. Anh Minh ở trong phố đang cháy nhà, anh có hay không vậy? Em leo nóc nhà luôn, em bắt cái thang em leo nóc nhà, em đứng khói nghi ngút quân sau đơm nè, mà em không biết cái vụ gì cháy vậy chổng. Để chỗ này. À, cái hướng vết tát đó hả? Chứ anh Minh ở trong phố mà không nghe nói sao mà cháy hả? Mà sao biết được vậy? Chưa, người ta đang chưa được cháy. Ở đâu cháy thôi. À. Ở đâu? Anh Minh đã nói cái hướng ở chỗ vệt tát á. À, nhưng mà không biết ở chỗ nào nhà hàng. Ừ. Trời ơi, em đang đứng ở trước em thấy sao mà khối nghi ngút luôn, em mới leo lên nóc nhà em quay nè. Trời ơi, ở đây coi thấy, ở đây coi thấy trời, nó nổi dữ lắm, nó đen thui thù lùi luôn. Giờ đen trở lại rồi. Ờ. Quá, quá trời quá đất luôn, không biết cái vụ gì cháy nữa. Thành ra điện thoại lấy thông tin liền coi vụ gì cháy. Sao? Rồi sẵn luôn tiện nhờ vậy mới có dịp leo nóc nhà đứng ngắm cảnh luôn nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn á. Tưởng đâu điện đang trường thực tivi trực tiếp luôn. Tưởng đâu điện ông chủ đại lấy thông tin, ai ngờ ông chủ đại không biết khỉ gió gì hết trơn. Vậy á hả? Thấy cháy dữ lắm à. Dữ lắm. Không biết ngoài anh Minh thấy thì sao, chứ em thấy là nó càng ngày khói nó càng lên dữ lắm luôn. Nó lên bây giờ là nó bao phủ cái đơm luôn á. Cái đơm giờ nhìn khói không à. Để em chụp hình em gửi cho coi liền nè. Để em chụp hình em gửi qua Weibo cho. Rồi đang ngắm cảnh lý tưởng luôn. Chúng đừng đi luôn nha, mình biết rồi. Trời ơi, bây giờ bắt đầu nó lên dữ, tôi khói luôn rồi. Lấy thông tin không được. Ông chủ tiệm, ông không biết rồi, lấy thông tin không được. Cuối cùng Mười phải gửi ngược thông tin lại là cho biết cái đám cháy nó cỡ nào. Hàng sớm giờ này ngủ hay đâu hết trơn rồi, không thấy ai hết trơn. Quá trời quá đất luôn. Mười là trực tiếp luôn á. Vô trực tiếp tivi luôn nè. Ta nói rảnh rỗi chứ không có gì làm hết trơn á. Rảnh rỗi sao nông nổi. Trời ơi, bây giờ nó cháy không biết chừng dao bao giờ mới dập lửa được nữa. Cứu hỏa chạy in ỏi chổng á. Huy động hết bao nhiêu xe cứu hỏa vô luôn. Chỗ này là địa điểm là lý tưởng nhất luôn, không có chỗ nào coi được. Tại bây giờ á, đứng ở dưới á, cây cối không à, đâu có thấy được đâu.
Với lại giờ này người ta cũng ở trong nhà hết trơn rồi, cũng ít ai thấy nữa. Chỉ có Mười rảnh rỗi quá mới thấy thôi. Ôi thấy không hết hồn. Trời lên càng càng đen một chân. Kêu anh Mười nhắc cái thang chạy mà không kịp chạy luôn. Đó vậy còn sung nữa. Kêu huynh chở mụi vô đó đây. Trời ơi anh Mười chửi cho một trận đồ khùng. Người ta đang cháy nhà. Cản đường. Người ta đang cháy nhà, cứu quả, cứu thương. Người ta chạy ào ào. Mà nó kêu á, nó kêu á là chở mụi vô trong đó đi. Anh Mười nó bật khùng vừa vừa khùng thôi. Xong đứng ở dưới coi hoài coi không được. Cuối cùng bưng cái thang. Xong bắt đầu á hả, cuối cùng là bưng cái thang chạy lên đây. Anh Mười nói bưng lên đây chạy cho Mười coi đi là rõ nhất luôn á. Chứ giờ có ra đó cũng đâu thấy gì đâu. Đâu thấy được, ta bao lại hết rồi mình đâu thấy đâu. Chỉ có địa điểm này là đẹp nhất thôi. Trời ơi nó lên đen thui nữa rồi kìa. Càng ngày càng đen luôn á. Giờ không biết làm sao nữa. Không biết vụ án gì luôn nữa. Vụ này chắc chặt điện chặt gì hay sao á, không biết. Cách đây mấy tháng á, ở gần á, ở trong phố đó luôn á, có một vụ án á, giết người. Chồng á chặt cái đầu vợ luôn, chặt như đầu cá vậy đó, ghê không? Ở gần chỗ á, ở gần cái chỗ Mười làm á, cái sáng Mười đi làm á, thấy sao mà công an rồi người ta rào lại quá trời luôn. Xong cái vô tiệm á mới hỏi. Hỏi á thì mới trong tiệm mấy người người ta đi mua, ta mua đồ ăn rồi ta loại người ta kể á là thằng chồng nói chung nó không phải là người Đức, người nước nào á, bữa nói nước nào á mà Mười quên rồi. Rumani. Thì hai vợ chồng ba mươi mấy, chồng hình như 31, 32 vậy, vợ 20 mấy tuổi gì đó, đại khái là cỡ trạng tuổi đó đó, cũng hơi lâu rồi, Mười hơi quên rồi, tại vì Mười não con cá vàng cho nên không có nhớ lâu đâu. Rồi xong cái chồng ghen vợ, thì vợ hai vợ chồng không biết ghen tuông sao á, vợ mới bỏ chồng dắt hai đứa con, hình như đứa 6 tuổi với đứa 4 tuổi hay gì đó. Rồi mới lại cái chỗ nhà mà để cho mấy người phụ nữ mà bị bạc đãi rồi đó, lại ở trong cái nhà đó đó. Fowenheim á. Thì ở đó xong không biết bao lâu thì mình không biết làm sao á, mà chồng nó cho người theo dõi làm sao, mướn thám tử. Chồng mướn thám tử theo dõi được con vợ. Thì bữa đó là hình như khoảng tầm 9-10 giờ sáng á anh ơi. Khoảng 9-10 giờ sáng á. Thì vợ nó vừa đi làm, nó mới vừa ra khỏi cửa nhà thôi, thì vừa bước lên xe thì không biết chồng nó lôi con vợ lại làm sao á. Nó chạy nó ủi cá, có nghĩa là nó đang đậu cái xe sẵn ở đó rồi. Thì con vợ vừa trong nhà mới bước ra đặng đi qua cái chỗ lấy xe á, thì chưa có gì hết trơn á, là bắt đầu á hả, nó ủi con vợ té ngã xuống đường. Khi mà con vợ ngã xuống xe rồi á, cả nhà biết nó làm gì không? Nó mở cái cốp xe nó lên, nó lấy nguyên một cái rìu nha, cái rìu giống như là cái rìu chẻ củi á, bắt đầu nó để lên này nè, nó dơ. Tại sao? Nó dơ, nó quất xuống mấy phát luôn. Nó quất, khi mà nó quất xuống ha, con vợ kiểu mà cái đầu mà đứt ra mà còn dính lại á, nó chặt tiếp tục, nó chặt làm sao mà rớt ra luôn. Cuối cùng còn giống như chỉ có miếng da cổ ở dưới đây thôi, chứ còn trên đây là rớt ra hết trơn luôn. Mà bà con biết làm sao không? Mà sao có được cái cảnh đó không? Thì cái người đi đường á, buổi sáng người ta đi làm á, người ta thấy như vậy người ta mới quay phim lại được. Thì người ta quay xong người ta mới phát tán cái clip đó lên trên mạng. Trời ơi phát đâu lên có hình như chưa được một ngày nữa là bị xóa mấy cái đó hết luôn. Thì chỉ có ai mà những người nào mà coi trước á, thì mới biết. Thì cái bữa đó là khách đó, người ta đi vô tiệm ăn á, người ta đưa cho coi. Mười thì tò mò, Mười cứ đòi qua bên đó coi, mà đâu có người ta rào lên hết, đâu có cho mình coi được cái gì đâu. Trời ơi quá trời quá đất luôn bà con ơi. Hồi nãy giờ là nửa tiếng hồ mà chưa dập lửa xong nữa, mà giờ coi khói kìa. Cái này chắc là nó cháy nhà xưởng hay nó cháy cái gì rồi, chứ không phải cháy nhà bình thường đâu. Đen trời đen đất luôn. Anh Mười quay lên coi trên trời rồi anh Mười. Đám cháy kinh hoàng luôn bà con ơi. Cận cảnh luôn. Cháy từ lúc 8 giờ tối
mà chữa cho tới giấc 1 giờ 10 đi ngủ mà vẫn còn luôn á. Tầm 11 giờ là trực thăng bay cứu hỏa luôn. 650 lính cứu hỏa để dập cái đám cháy này mà dập không nổi luôn. Cháy kêu bằng cháy bình địa luôn mà. Cái này là cái hãng giấy để làm tái chế lại đó, cho nên giấy nhựa rồi nó đủ thứ đồ ở trong đó. Bây giờ nguyên nhân vụ cháy thì chưa điều tra được. Quá trời quá đất luôn à. Huy động các nơi, dùng những thành phố lân cận là cứu hỏa chạy kêu inh ỏi luôn. Bây giờ là 10 giờ mấy rồi, gần 11 giờ rồi, 10 giờ 15 rồi. Mà vẫn còn inh ỏi luôn. Cứu hỏa cũng vẫn còn chạy suốt luôn. Chạy suốt từ hồi lúc mà 8 giờ tới bây giờ á. Huy động hết các nơi luôn, cứu hỏa về đó, hỗ trợ phụ á. Người quay trên trời mà. Đen hết luôn. Đen thui thù lùi luôn. Đen này đen khói chứ không phải đen mây đâu. Ồ ôi bây giờ nghe tới cái mùi, nghe tới đây luôn rồi đó. Nghe tới cái mùi hôi rồi. Thôi Mười đi vô nhà không quay nữa. Mười chào bà con nha, hôi quá. Ý. Trực thăng là coi như là phun nước luôn á bà con ơi. Dã man không. Bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi nè. Mười đang quay á, là Mười đi ngủ mà Mười nghe ồn quá à. Mười chạy ra Mười quay nè. 1 giờ sáng luôn, trực thăng đang phun nước, trời đang có trăng nè. Trực thăng phun nước anh Mười ơi. Phun hồi nãy giờ Mười nói huynh mà. Nó bay vòng 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 phun nước cái vòng đó. Ghê thiệt chứ. Nè đám khói bây giờ vẫn còn đen chỗ này nè cả nhà thấy không? Đây nè. Lớn lắm, cháy lớn lắm. Đó, trực thăng nó vòng lại kìa. Đó, cả nhà thấy không? Hồi nãy giờ nó cứ lòng vòng vậy đó. Quá trời dã man luôn. Mười đi lại quay cái hiện trường á, nhưng mà không được, cảnh sát chặn hết hai bên đường rồi, không có cho xe chạy vô được nữa. Hai bên luôn.